cách ly là ta hãy cách nhau ra khi COVID còn gây rối. Hỡi bạn ơi, ta không tụ tập nữa khi đi ra chỗ đông người. Còn thêm nữa, ta nên nhắc rằng ta luôn mang theo mình khẩu trang, nhớ mang theo cồn khi đi ra chợ búa. Ta xoa tay vào lũng, ta mua sắm xong xuôi về với gia đình. Ta lo cho người thân, luôn rửa tay không làm lây bụi COVID bám vô tay. Ta luôn luôn thương nhớ, ta dùng riêng suất ăn và không mò chung đũa. Ôi ta mong bình an cho dịch kia không tràn lan và mau mau sẽ tan nhanh. Mong cho toàn quốc, cho người ta cũng trung thành, luôn cách ly mình như ta. Hết xuân này, khi nắng mai vươn xa, Corona đành lùi bước. Bão dịch qua, nhân dân cùng quân sĩ vui liên hoan diệt hết dịch. Và khi đó dân ta có bình yên, ta mau xây dựng quê hương. Đã bao đêm trường, ta luôn luôn đoàn kết, chung tay ta qua được hết. Ai ơi có tin chăng dịch sớm tan mà. Ta lo cho người thân, luôn rửa tay không làm lây bụi COVID bám vô tay. Ta luôn luôn thương nhớ, ta dùng riêng suất ăn và không mò chung đũa. Ôi ta mong bình an cho dịch kia không tràn lan và mau mau sẽ tan nhanh. Mong cho toàn quốc, cho người ta cũng trung thành, luôn cách ly như ta. Hết xuân này, khi nắng mai vươn xa, Corona đành lùi bước. Bão dịch qua, nhân dân cùng quân sĩ vui liên hoan diệt hết dịch. Và khi đó dân ta có bình yên, ta mau xây dựng quê hương. Đã qua đêm trường, ta luôn luôn đoàn kết, chung tay ta qua được hết. Ai ơi có tin chăng dịch sớm tan bao.